với chân lầu của mình và mình là Kim Mô Tôn. Thì hiện tại bây giờ cũng khá là tối rồi, 7 giờ hơn rồi. Mình muốn làm cái clip này để chia sẻ nhanh cho anh em về những cái hệ thống điện ở trên những cái xe số phổ thông như thế này. Thì có khá nhiều anh em đang còn yếu về những cái đường sạc hay là đường điện trên những cái xe như thế này. Thì hiện tại ở đây là mình đang có một cái chiếc Enzo, thì anh em cũng không lạ gì cái mẫu Enzo Hi này rồi, đúng không ạ? Đó thì chủ xe thì có giao xe cho mình và có nói là khi nổ máy lên bật công tắc đèn thì cái đèn pha ở đây nó không sáng. Rồi thì trước khi vào quán mình thì họ đã vào cái cửa hàng khác và họ thợ khác họ đã nói là cái đường điện này nó đang có vấn đề, có nghĩa là cái mâm lửa này nó đang bị chết, nó không cấp được điện lên. Thì mình đã tháo ra đây rồi và mình đo kiểm thì nó hoàn toàn bình thường. Và bây giờ là mình sẽ xin phép mình chia sẻ cái cách bắt bệnh nhanh đối với những cái xe mà nó bị hiện tượng như thế này. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào tiến hành nhé. Mình sẽ bật khởi động máy lên và mình đã bật công tắc đèn. Đó thì anh em thì thấy là cái bóng ở đây nó đang không sáng và toàn bộ hệ thống điện ở trên cái bàn tablo này đang không sáng, kể cả là mình có ga lên nó cũng không sáng luôn anh em nhé. Đó, và hiện tại bây giờ là mình đang đo một cái đồng hồ Victor 890C+. Mình đang đo ở thang 200V. Thì hiện tại là điện áp chỉ có cấp ra là có 2,5V thôi, đúng không ạ? 2,5V như thế này là không thể sáng được. Đây mình sẽ để cho cái thang 20 cho anh em dễ quan sát này. Đó, nó chỉ có 2,56 4950 gì đó. Đó thì như thế này thì cái bóng đèn nó không thể nào sáng được đâu anh em nhé. Đó, và cái lý do này khiến cho cái người thợ trước người ta bảo là cái bộ điện của cái xe này nó không có điện cấp lên, bởi vì là nó đã bị chết mâm lửa. Thì ở đây là mình đã đo thẳng ở đây rồi. Thì khi mình tháo cái xe này ra thì mình nghĩ là nó sẽ hỏng ở cái rác chỗ này, cái dây nó bị chập chờn nó đứt ở đây. Nhưng khi mình đo đây là không có. Và mình sẽ đo luôn tại cái gốc là điện máy phát lên từ cái rác máy phát ở đây là điện không có. Và mình đã kiểm tra luôn cái con sạc này và mình đã rút con sạc này ra. Thì bây giờ là mình sẽ nổ máy lên cho anh em coi nhé. Đó, thì những cái bệnh mà liên quan đến đèn này, bình ắc quy này, đường sạc không cấp được, có thể là không cấp được cho bình ắc quy hoặc là phồng bình, hay là hay bị cháy bóng đèn hoặc là bóng đèn không sáng, thì trước tiên là anh em sẽ phải kiểm tra cho mình cái cục sạc này, nó là điều đương nhiên. Rồi thì bây giờ là mình sẽ để lổ lên. Mình để gang ti bé nhé. Đó, anh em thấy là cái bóng này nó sáng luôn rồi, đúng không ạ? Và hiện tại bây giờ là điện áp đang là 11V. Nếu như mà mình không cắm cục sạc mới và ga to lên là nó sẽ cháy bóng đèn. Nên là anh em lưu ý để gang ti vừa phải thôi. Còn nếu mà chuẩn nhất thì anh em nên cắm một cái cục sạc mới vào và anh em thử là ok nhất. Nếu có anh em ga thoải mái, không bao giờ cháy bóng. Và sau khi là mình đã cắm cái cục sạc mới vào và bây giờ là mình ga lên này. Đó, ánh sáng nó đã sáng hơn rồi. Mặc dù cái pha này cực kỳ là tối, cái này là do xe người ta, nhưng cơ bản bây giờ là cái bóng đèn nó sáng được rồi. Và bây giờ là mình sẽ ga lên nha anh em, có thể coi là đó, bây giờ là nó đang có dòng sạc ổn định. Và bây giờ mình ga lên. Điện áp một chiều đưa ra cái bóng đèn này khá là khỏe, lên đến gần 15V. Nếu như mà gắn vào cái pha mới thì cái bóng đèn này nó sẽ sáng trắng luôn, nhưng mà đảm bảo là không bị cháy đâu nhé. Và đó thì anh em phải đo kiểm chắc chắn thì anh em mới kết luận nhé. Chứ anh em mà đo nguyên ở phần này mà không thấy có điện mà anh em lại kết luận mà thay cho người ta cái bộ mâm lửa ở đây, thứ nhất là chi phí nó cao, thứ hai là nó không đúng bệnh, thay xong rồi là nó vẫn cứ cái cục sạc cũ ấy thì nó sẽ không sáng được. Đó, cho nên là anh em sẽ phải đo kiểm kỹ trước khi là phán một cái điều gì đó. Rồi cái bệnh này cực kỳ là đơn giản. Và bây giờ là mình sẽ chia sẻ anh em cái cách thức đo cái con sạc ở đây. Thì có nhiều anh em hỏi cách đo con sạc ở đây sẽ là như thế nào. Và tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách đo mạch sạc ở đây. Thì anh em để ý cái cục sạc thì chúng ta sẽ nhìn theo cái hướng như thế này nhé. Thì nó sẽ có dây trắng này, dây đỏ, dây vàng và dây xanh. Cái dây xanh này nó sẽ bắt thẳng ra khung. Còn cái dây vàng này nó sẽ đi từ dưới máy lên dưới cục sạc. Và một chiều nó sẽ lên thẳng bóng đèn. Thì cái cục sạc này nó sẽ có hai phần. Một phần là ổn áp cho bóng đèn, nó sẽ tiết chế cho bóng đèn, nếu như quá tải thì nó sẽ giảm điện đi, nó sẽ không gây cháy bóng đèn. Và một phần nữa là một mạch diode bán cầu sẽ đưa điện sạc lên bình ắc quy. Ở trên cái cục sạc này nó sẽ có hai phần, một phần là đưa điện lên bình ắc quy thì nó sẽ qua diode. Thì cái đối với cái xe này thì nó đang bị hỏng cái phần mà tiết chế để ổn áp cho cái phần bóng đèn, cho nên là cái phần tiết chế đó nó bị hỏng, điện nó không lên được đến bóng đèn.
và điện nó đưa ra được nhưng mà quá là thấp, nó chỉ có 2V, mà bóng của chúng ta là những 12V nên là không đủ điện sáng. Đó thì chúng ta có thể là đo thực tế tại cái dây sạc ở đây hoặc là cái dây vàng ở dưới phần mâm lửa ở đây. Đây nó có dây vàng và dây xanh, chúng ta có thể đo ở đây và chúng ta có thể đo kiểm tại đây. Đó. Còn cái dây đỏ này nó sẽ lên thẳng bình ắc quy, còn dây trắng nó sẽ là dây cấp từ dưới máy phát lên qua con nạp này và ra dây đỏ. Còn dây vàng này nó sẽ là dây đưa điện vào cục sạc, và cái cục sạc nó sẽ tính toán cái dòng điện phù hợp với cái bóng đèn. Nếu như đường điện nó cấp cao quá thì nó sẽ dập điện xuống, nhờ cái dây xanh này nó sẽ nối ra mát, nó làm trung hòa điện cho nên nó sẽ ổn áp cho cái bóng đèn của chúng ta. Đó là cái cách đo cực kỳ là đơn giản, anh em có thể là tự xử lý được. Để mà tự xử lý được ở nhà thì anh em nên phải có một cái đồng hồ VOM như thế này, của mình đang sử dụng là Victor 890C+. Đó, hoặc là đồng hồ gì cũng được thì anh em phải có cái đồng hồ để anh em đo. Bởi vì điện này chúng ta không thể biết được nó đang bao nhiêu vôn cả, cho nên là phải có cái đồng hồ như này để chúng ta chuẩn đoán bệnh, nó cực kỳ là đơn giản. Đó, đối với cái xe này thì mình không cần phải thay cái bộ mâm lửa, chỉ cần thay nguyên cục sạc vậy là xong rồi. Đó, anh em thấy có đơn giản không ạ? Cực kỳ là đơn giản. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Rồi, mình còn quên mình không chia sẻ với anh em. Thì cái mục sạc ở đây thì nó sẽ có mấy trường hợp như sau. Thứ nhất là chết bình, phù bình do sạc, cháy bóng hoặc bóng không sáng cũng là do sạc. Đó, để áp dụng cái công việc đo kiểm hàng ngày. Đó, cái cách bắt bệnh nó cực kỳ đơn giản. Thì anh em sẽ vào kênh của mình để có khá nhiều video nói về cái mạch sạc ở đây. Thì anh em có thể tham khảo các video đó. Đó, thì ở trên cái xe này là cái con sạc nó bị hỏng cái phần tiết chế, dẫn đến là nó dập điện nhiều quá, dẫn đến là bóng đèn nó không sáng. Chỉ cần thay cái cục sạc khác vào là ánh sáng nó đưa ra bình thường. Và cái con sạc này nó là sạc tăng sáng anh em nhé. Đó, thì anh em muốn cho cái đèn của mình nó sáng hơn ấy, mà vẫn chạy điện zin ở trên xe thì có thể lắp con sạc này. Đó, sạc tăng sáng. Thì anh em thì thấy là cái dòng điện nó cấp lên bóng đèn nó lên đến những gần 15V hoặc là bằng 15V, như thế là ánh sáng nó đưa ra cực kỳ là gắt. Đó, nhưng mà nó sẽ đảm bảo cho cái bóng đèn của chúng ta không bị cháy. Thì con sạc này thì anh em có thể là tìm kiếm cái mẫu như thế này, thì anh em có thể mua tại địa phương của anh em lắp lên xe, cực kỳ là ok. Cái đường ánh sáng nó đưa ra sẽ khỏe hơn sạc zin ở trên xe anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi.